Cao huyết áp là nguyên nhân chính dẫn đến tai biến mạch máu não. Anh em nào mà cao huyết áp thường xuyên thì mình à xem kỹ cái bài thuốc này. Anh em lưu ý là mình cao huyết áp thì mình hạn chế nóng giận chứ hả? Chứ không nên uống rượu bia. Cao huyết áp mình à dùng một nắm anh. Là cây mạch lạc này khoảng anh tươi á thì 50 gram. Khô thì phân nửa liều lượng nó trên. Mình nấu với một ít nước mình đun sôi khoảng 30 phút mình để cổng ấm mình uống một ngày mồng hai lần. Mình uống như vậy nó sẽ chữa được cao huyết áp rất là hiệu quả. Cây mạch lạc này ngoài việc chữa cao huyết áp thì nó có thể chữa bệnh hở van tim nghe anh em. Nếu mà anh em tìm cây mạch lạc không có thì mình có thể ơ ờ, dùng xả. Xả thì mình dùng, mình chữa cao huyết áp cũng rất là hiệu quả. Nghe anh em xả thì ở đâu cũng có rất là dễ tìm. Mình dùng 100 g anh xả mình dùng thân và lá luôn. Mình rửa sạch và mình bầm cho nó nhuyễn ra, hoặc là mình đập cho nó dập. Mình đổ một đen rưỡi nước mình nấu cạn lại còn một đen rồi. Mình chia làm hai lần uống trong ngày mình uống như vậy kiên trì nó sẽ chữa được cái chứng cao huyết áp rất là hiệu quả rất là nhiều người dùng cái bài thuốc này là nó hiệu quả rồi nghe anh em xả được ngoài việc chữa cao huyết áp già thì chị em phụ nữ ơi, trước khi hành kinh mà đau bụng đó uống cái này cũng rất là hiệu nghe quả nghe chị em anh chị em có tìm bài thuốc gì thì cứ vào trang cá nhân của trần lâm trần lâm đăng rất là nhiều bài thuốc, thuốc. gì cũng có nghe anh em anh chị em có thể vào trang cá nhân của trần, có lâm. YouTube, à? trần lâm cũng đăng rất là nhiều bài thuốc Trần lam có để số điện thoại anh ở chị đó. em hồng hiểu thì có thể gọi trần lam chỉ thêm anh chị em xem nhớ follow và đăng ký kênh ủng hộ. Để Trần Lam có đăng cái Thuốc bài. Thuốc gì thì anh chị em có thể xem được.